Rất biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Bạn cần có phẩm chất gì để có một mối quan hệ cân bằng sau này? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Sau đây là trải bài của các bạn. Các bạn có lá The World. Lá thứ hai nữa là các bạn có lá Temperance. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá The Tower. Vì đây là trải bài chung và thông điệp có rất nhiều, hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp một cách cởi mở nhất, cũng như lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình nhé các bạn. Khi mà lá bài The World này xuất hiện, nó báo hiệu là bạn vẫn còn buồn về chuyện cũ. Chuyện tình cảm khiến bạn bị tổn thương rất là nhiều và bạn không dám tiến đến những mối quan hệ tình cảm nào mới hết. Khi bạn muốn dành tình cảm cho một ai đó, nhưng mà bạn cảm thấy là không có chắc chắn là cái tình cảm của đối phương sẽ dành cho bạn hay không. Cách duy nhất là các bạn hãy buông bỏ những chuyện cũ để chúng ta bước vào một cái mối quan hệ mới, một trạng thái tinh thần hoàn hảo nhất lẫn về thể chất và tinh thần trong thời điểm này. Cái lá bài The World này nó chỉ ra cho bạn cái điều đó. Và ở một số người, đây là cái giai đoạn cuối của một cuộc hành trình tổn thương khi xưa đã dày vò bạn rất là nhiều. Có thể nói đây là một sự khấu hiểu chính bản thân của bạn. Bạn khi nào bạn cảm thấy được sự tự do, sung sướng, vô tận, không có từ ngữ nào diễn tả được về cảm xúc của mình. Cái vô thức nó được biết đến một cách có ý thức hơn, bạn hiểu về chính bản thân của bạn nhiều hơn. Cái bản ngã bên ngoài thống nhất với cuộc sống bên trong của chính bạn. Thì đây là cái thời điểm để bạn phát triển và bạn tiến tới một cuộc hành trình mới trong cuộc sống của mình. Vì chính cái lá bài này, nó là cái năng lượng bạn cần phải có, nó sẽ giúp bạn, cái thứ mà giúp bạn phát triển nhiều hơn và tìm được người yêu cũng như công danh sự nghiệp sau này. Chỉ khi nào bạn cảm thấy thoải mái với bản thân, vui vẻ và cởi mở với những khả năng mà cuộc sống mang lại cho bạn, thì bạn sẽ hun hút được những người tuyệt vời vào cuộc đời của mình. Nó một cái dấu hiệu là cho bạn thấy là bạn sẽ gặp một con người mới hoàn toàn. Khi bạn đi du lịch hoặc là bạn làm công việc gì mới sẽ gặp cái người này. Điều bạn cần làm là bạn phải chăm chỉ hơn, vượt khó hơn để vượt qua những cái thử thách của cá nhân, để đạt đến giai đoạn mà bạn cảm thấy bình yên ở chính bạn nè. Bạn hiểu được cái vị trí của mình ở đâu trong cái thế giới này, trong cái nhân sinh quan này. Điều này có nghĩa là bạn biết cái gì tốt nhất cho mình về mặt tình cảm, cũng như biết cái gì thu hút thực sự bạn cần phải chú ý vào, chứ không phải chú ý vào những năng lượng tiêu cực, những cái gì đó bất như ý nữa. Bạn hãy chú ý vào bạn nhiều hơn nhé các bạn. Và đương nhiên, khi bạn yêu được bản thân của mình thì tất nhiên cả một cái thế giới nó sẽ mở ra cho bạn mà thôi. Cái việc của bạn sẽ tận hưởng cái thế giới của chính bạn, bởi vì bạn biết mình cần gì, muốn gì. Bạn biết yêu thương bản thân mình đủ, biết mình thích hợp và xứng đáng có trong cuộc đời này. Những người xứng đáng nhất sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Do đó, đặt niềm tin vào chính bản thân mình là cái niềm tin vĩnh cửu không bao giờ có thể thay thế được. Và lá bài kế tiếp đó chính là những cái cản trở mà bạn còn gặp phải trong cuộc sống này để bạn có thể phát triển, tiến tới những cái mối quan hệ cân bằng sau này là gì. Khi mà lá bài The Temperance này xuất hiện, chứng tỏ cái đại diện cho lá bài này phải thực sự điềm tĩnh. Cái mà cản trở bạn trong cuộc sống này đó chính là bạn không có điềm tĩnh, bởi vì bạn không có mang cái sự thoải mái cho những người xung quanh của các bạn. Cái chừng mực, một cái sự điềm tĩnh là thể hiện cái khả năng tiết chế và kiềm chế bản thân của chính các bạn. Trong một cái thế giới đầy rẫy những cam ro và đam mê lôi cuốn này, bạn phải biết tìm thấy cái giới hạn cân bằng của chính mình. Bạn có thể phán xét, nhưng cái phán xét của bạn không phải là gây kích động cho những người khác, mà các bạn phải đem cái sự bình yên thực sự cho cái tâm bảo, cho những cái cuộc cãi vã của các bạn, cho những cái người sống xung quanh bạn, chứ không phải là khuấy động cho nó lên một cách rùm beng để rồi nó mất cân bằng. Lá bài xuất hiện nó mong muốn các bạn phải có một cái gì đó nó điều hòa lại chính cái bản chất của mình, tính khí của mình cũng như cảm xúc của mình. Đặc biệt là nó đây một cái nhu cầu cân bằng thực sự, bởi vì trong các tình huống mà xung đột xảy ra, bạn thiếu cái sự thỏa hiệp, bạn thiếu cái sự hợp tác, cũng như là bạn không có mang đến cái cơ hội để cho người khác gần các bạn. Thực tế, bạn phải biết sự ôn hòa nó mang một ý nghĩa rất là nhiều cho cái cuộc sống này. Bạn hãy đặt câu hỏi xem là liệu bạn có biết lắng nghe người khác chưa?
bạn biết đặt cái vị trí của mình ở người khác khi bạn nói lên cái điều gì đó hay không, bạn có thực sự sử dụng cái ngôn từ đúng đắn hay không, bạn có nói những lời nói tổn thương người khác hay những hành động của bạn làm người khác tổn thương mà bạn không biết không. Hãy xem xét lại tất cả những cái thứ này. Ở số bạn có cái khả năng là các bạn hình như không có biết tiết chế cái hành vi của mình, hoặc là bạn cái làm cái gì đó bạn tỏ ra bạn đức hạnh thái quá, kiểu người đạo đức giả các bạn. Các bạn cần phải học một cái gì đó là cái sự tiết chế cân bằng trong cuộc sống của mình. Khi mà bạn biết được sự kiên nhẫn là một cái yếu tố quan trọng và biết lắng nghe, đây là một cái sự bạn cần phải có một cảm giác cân bằng trong cái sự hành động của mình, tìm được sự tĩnh lặng tốt nhất, thể hiện mình là một người có cân bằng này, tiết chế trong cuộc sống này. Đây là cái điều bạn cần phải chú ý nhất trong lúc này. Và lá bài của khuyên các bạn cũng phải cho mình đó, tránh ra những cái luật lôi kéo vào những cuộc xung đột của người khác hoặc những vấn đề nhỏ làm cho bạn mất thăng bằng. Lá bài kế tiếp sẽ là lá bài nói về những cái tiềm ẩn phía trong của bạn là gì. Nó sẽ biết cái góc khuất trong cái nội tâm của bạn. Khi đó bạn sẽ hiểu rõ hơn những điều mình cần phải làm để có những cái mối quan hệ cân bằng sau này. Khi mà lá bài The Tower này xuất hiện, chứng tỏ là các bạn đang bị dướng khỏi một cái tình cảnh đau khổ nào khi xưa quá nhiều. Có thể là cái biến cố này bất chợt xảy đến cuộc đời của các bạn, khiến cho các bạn không còn muốn sống nữa, không còn muốn đi đúng con đường như mình mong đợi trước kia. Những cái mục tiêu của bạn thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn cảm thấy là cái sự đổ vỡ này nó đã cho bạn quá là đau khổ rồi. Đây là cái thời điểm bạn phải nhận thức rằng cái sự đổ vỡ đã xảy ra vì nó là cần thiết. Đây là cái thứ để cho bạn có một bài học để các bạn bước tiếp vào cuộc đời, chứ không phải là cái thứ mà nó nhấn chìm các bạn. Cái tiềm ẩn trong chính con người các bạn là các bạn không chấp nhận cái sự đổ vỡ cũng như cái sự đau khổ các bạn đã phải chịu phải. Tại sao các bạn không thử tìm cái điểm tích cực trong nó? Bạn thử tách mình ra khỏi cái những nhân vật đó đi. Bạn thử mình là cái người quan sát cái sự việc đã xảy ra. Bạn không phải là bạn nữa, bạn chính là một cái người khác nhìn cái mối tình của hai bạn xảy ra. Từ đó các bạn sẽ thoát được những cái cảm xúc tiêu cực dẫn đến cho bạn đau khổ mãi trong cái tình cảm lúc trước. Và ở một số bạn, các bạn mắc luôn cái cảm giác phản ứng với cuộc sống này rồi, các bạn thả trôi luôn. Hay là các bạn đang mong đợi một cơn gió nào đó lay động cái bản ngã của bạn, bạn mới đứng dậy. Và liệu bạn đang có kìm nén cái cảm xúc của mình hay không? Hãy để cho nó bùng phát đi các bạn. Hoặc là các bạn đang sống mòn, sống dần, chết dần. Bạn kỳ vọng điều gì bất ngờ xảy ra, tại sao bạn không phải là cái người thay đổi nó mà phải đợi cái gì đó xảy ra đến các bạn? Bởi vì chính các bạn đã đặt vào cái mong muốn kỳ vọng quá nhiều, những cái tham vọng, những cái lưng lý vào cái mối quan hệ bạn tự tin là mình sẽ có được, bây giờ nó không còn nữa, khiến các bạn đau khổ. Đây là cái cơ hội cho bạn nhìn nhận và làm lại từ đầu. Thứ mà phá hủy ấy lại không còn cần thiết nữa, và nó không có được xây dựng trên một nền móng sơ sài. Do đó các bạn phải biết là cuộc đời này là vô thường, nó sẽ thay đổi liên tục. Không có ai ở mãi mãi bên mình hết trơn, và không có gì là sống mãi trên đời này. Và cái hình tượng sấm sét trong lá bài đó chính là cái sự khai sáng để thay thế cái cuộc sống hạn hẹp của chính các bạn ngay lúc này. Bạn nên có một niềm tin vào giá trị của chính mình, chứ không có nên là sống là chỉ trích người khác hoặc là nghĩ là những lỗi người khác không phải lỗi từ mình. Cái đó là một cái sai lầm rất là nhiều nha các bạn. Và việc của các bạn là hãy buông bỏ cái quá khứ, giữ vững tinh thần tiến về phía trước, chứ không phải là sống quy luật nữa. Khi mà bạn thay đổi tư duy thì mọi thứ nó đều khác hẳn các bạn. Sau đây là thông điệp của vũ trụ. Đây là cái thời điểm các bạn phải chú trọng vào cái bản ngã cũng như thấu hiểu nội tâm của mình nhất có thể. Hãy làm việc với chính bản thân của bạn, cho phép bạn phát triển hơn theo sự chỉ vận của những hướng dẫn thiên thần hộ mệnh. Họ sẽ cùng các bạn tiến tới. Và bởi vì bạn biết cái gì là tốt nhất cho các bạn, để hướng dẫn cho các bạn đạt được những thành công trong tất cả mọi mặt sau này, nếu như các bạn biết phát triển và thấu hiểu nội tâm của chính các bạn. Và đại diện linh vật cho các bạn trong trải bài này đó chính là con nai. Bởi vì cái cuộc sống là một cái cuộc đua, do đó các bạn không có để cho mình ngừng lại phút giây nào hết. Và thông điệp của Alice là gì? Đó chính là các bạn phải sự lựa chọn. Có thể các bạn đang rất là đau buồn, cảm thấy là mình bị hạn chế tất cả mọi mặt. Và đây là cái thời điểm bạn cần phải tái tạo lại mọi thứ. Và sự lựa chọn trong cái chìm ngập trong đau khổ, hãy đứng dậy để bước tiếp là ở phía bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.